Ngài là Natra phải không? Người là ai? Ở đây nè. Người là ai chứ? Ngài có thể qua được hai ải Đao Sơn và Lôi Long trước động của ta, đúng là một kỳ tích. Lão nạp khâm phục. Quá khen. Các hạ là ai? Aina Phật. Cái gì? Ngài, ngài là thần đao Aina Phật? Không sai. Thật hiếm có ai vẫn còn nhớ tới tôi. Không, không phải là ngài đã chết rồi sao? Tôi đã thả Khuê Can từ trong bụng của Khổng Tước Đại Minh Dương ra. Hắn hủy hoại thân xác của tôi, đem linh hồn của tôi đến Atula giới này. Hả? Nơi đây là Atula giới? Ở đây là nơi mà Khuê Can chuyên dùng để mô phỏng các thần tiên. Tôi chính là người sáng chế ra nơi này. Khuê Can biết tôi tinh thông các loại cơ quan và ma mật ở trong tam giới, cho nên hắn đã bắt tôi dựng nên nơi này. Thân là thần thánh thiên giới lại đi giúp tà trừ chính. Các hạ đúng là một nhân tài không nên có đó. Những khổ đau tôi từng chịu, ngài không có hiểu được đâu. Hả? Khuê Can đem tôi từ thiên đình xuống Nhược Thủy Chi Quyên, dùng sức mạnh đen tối để khống chế linh hồn tôi. Hắn ngày ngày hành hạ tôi. Nếu như tôi không đồng ý yêu cầu của hắn thì hắn sẽ biến tôi thành yêu tà. Tôi hiểu rồi. Tuy là tôi giúp Khuê Can xây dựng nên đạo trường này, nhưng mà linh hồn của tôi vẫn là trong sạch. Aina Phạt, hãy tin tôi, linh hồn của ngài và linh hồn của Khuê Can đều đen tối như nhau. Ngài nói cái gì? Chắc là ngài không biết rồi, nhưng sự thật chính là như vậy. Ý ngài là sao? Vì giữ sự trong sạch cho linh hồn của tôi đã chịu biết bao nhiêu đau khổ của thế gian. Ngài còn dám nói linh hồn của tôi giống Khuê Can sao? Ngài có biết hắn dùng đạo trường này của ngài để làm gì không? Khuê Can nói chặn lại yêu tà ở Hắc Ám Chi Nguyên. Hắn nói vậy sao? Ngài bị gạt rồi. Hắn dùng đạo trường mà chính tay ngài dựng nên để hủy diệt các chư thần trong tam giới, bao gồm lão sư của ngài Thái Thượng Lão Quân. Cái gì? Hắn dùng pháp lực nhốt lại tất cả thần thánh trong tam giới, là dùng đạo trường của ngài giúp tất cả thuộc hạ ma quỷ của hắn biến thành các thần thánh trong tam giới để thống trị thế gian. Lão sư của ngài Thái Thượng Lão Quân đã cưỡi hạt quy tây rồi. Ngài nói bậy. Tôi rất hiểu Khuê Can, hắn không có sức mạnh lớn như vậy đâu. Khuê Can của bây giờ không phải là Khuê Can mà ngài quen biết. Ngài có biết tại sao ta ở đây không? Bởi vì tất cả thần tiên đều bị Khuê Can bắt tới đây để tiến hành mô phỏng, chỉ có mỗi mình tôi thoát được. Bởi vì tôi quá thân từ liên qua, không hồn không phách. Bùa chú của Khuê Can chỉ giữ được tôi một lúc, không thể giữ cả đời. Bây giờ ngài vẫn cho rằng linh hồn của ngài là trong sạch sao? Lão sư, ta đã làm gì ở đây vậy? Nè, ngài sao vậy? Ngài bị sao vậy? Hả? Mấy trăm năm rồi, tôi nhờ sự tín niệm để kiên trì, nhưng bây giờ... Ngài đừng tự trách mình nữa, những chuyện này ngài đều không biết mà. Tuy là ngài trốn ra được, nhưng đây là Atula giới, cơ quan mai phục khắp nơi, ngài không thể ra được đâu. Hả? Vậy tôi phải làm sao đây? Những cơ quan này đều do tôi thiết kế, nhưng pháp lực của tôi lại không thể phá giải được nó.
Trừ khi... Đại Dương, tôi về rồi. Đồ Lễ, lấy được tế phẩm chưa? Dạ lấy được rồi. Đồ Lễ, dâng tế phẩm lên đi. Tế phẩm thì không có, nhưng mà rượu thì có một cây. Hả? Ngươi? Hả? Tần Quảng Dương, ngài thân là thần, lại đi làm hại bá tánh, tội không thể tha. Ta phải thấy trời hành đạo. Yêu nghiệt, hôm nay ta phải diệt cỏ tận gốc. Thạch Thánh dừng tay, nghe tiểu thần nói đã. Ngài còn gì để nói nữa hả? Thạch Thánh à, nào ai không sai chứ. Từ sau chuyện của Lão Long sông Hoàng Hà, tiểu thần đã sửa đổi rồi, không còn làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý nữa. Sao Thạch Thánh lại đánh tôi chứ? Không còn làm chuyện thương thiên hại lý. Ngài dung túng ma quỷ, lừa gạt bá tánh, chẳng lẽ đây không phải là thương thiên hại lý sao? Thạch Thánh à, xin ngài hãy buông cây rìu xuống đi. Thạch Thánh hãy nghe tiểu thần nói đi đã. Tiểu thần nói xong, nếu Thạch Thánh vẫn cảm thấy tiểu thần đáng chết rồi mới ra tay cũng không có muộn mà. Nói đi. Thạch Thánh à, tiểu thần là vua của âm giới, tại sao lại đến nhân gian? Ngài không cảm thấy kỳ lạ sao? Thạch Thánh à, địa phủ đã bị một đám yêu ma quỷ quái độc chiếm rồi, tiểu thần không có nhà để về nữa. Ngài nói cái gì? Ngài không biết đó thôi. Một năm trước, địa phủ đột nhiên bị mãn xà tấn công. Từ đó, âm giới bị yêu tà chiếm lĩnh. Địa Tạng Dương, Thập Điện Diêm La, trừ một mình tiểu thần, toàn bộ đều bị bắt giữ. Tiểu thần nhờ đường hầm luân hồi mới có thể thoát thân được. Bọn yêu ma đó đã đóng cửa ra vào của địa phủ, mượn nhược thủy của biển cả để phong tỏa minh giới. Tiểu thần trong tình thế bất đắc dĩ mới quyết định đến nhân gian đi thôi. Nơi Khuê Cang pháp tổ đã chiếm lấy thiên đình, chiếm lấy địa phủ, Ngọc Đế đã chết, tất cả chúng thần đều trở thành đô gia của ngài. Ngài niệm tình ngươi là một người có khí phách, muốn nhận ngươi làm thuộc hạ. Ngươi mau theo ta cùng đến thiên giới, rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Tiếp tục đi. Dạ dạ. Sau khi cánh cửa âm giới đóng lại, hồn ma của những người chết ở dương gian, họ không được cúng bái nên đã gây loạn ở nhân gian, canh lúc nửa đêm vào nhà nuốt tươi người sống. Tiểu thần sợ nhân gian gặp đại nạn, cho nên mới tụ tập những âm hồn này lại, kêu Đô Lễ đi lừa gạt đồ cúng. Tiểu thần thật sự chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đứng dậy đi, ta đã du quan cho ngài. Thạch Thánh à, tiểu thần mượn danh của Thạch Thánh ngài đây là vì biết yêu ma quỷ quái trong tam giới nghe thấy tên của ngài đều sợ mất hồn vía. Chẳng qua là tiểu thần mượn danh của ngài để lấy thanh quy, mong Thạch Thánh khoan thứ. Những chuyện nhỏ này ta không tính toán đâu. Tần Quảng Dương, theo như ngài nói, địa phủ thực sự bị chiếm rồi sao? Những yêu tà đó còn thả những ác quỷ ở trong địa ngục ra làm hại nhân gian. Vậy tại sao ngài không lên thiên đình để cáo trạng chứ? Ê, thiên đình thì cũng như vậy thôi à. Chỉ sợ tiểu thần chưa gặp được Ngọc Đế thì đầu đã liều khỏi cổ rồi.
lão bằng hữu. Ồ, thật thánh. Thạch Thánh, ngài vẫn khỏe chứ? Diêm quân vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của Thạch Thánh, tất cả đều tốt. Thạch Thánh đến đây có việc gì không? Tiểu thần có giúp được không? Không cần đâu. Ta chỉ là đến thăm lão bằng hữu mà thôi. Không dám. Thạch Thánh quá lời rồi. Được, tại hạ cáo từ. Thạch Cảm Đan này thật là không dễ đối phó. Làm tốt lắm. Cũng nhờ tin tức của Hắc Liên Thánh Sứ chính xác. Nói với bọn họ sau này phải cẩn thận hơn. Dạ, Pháp Tổ yên tâm. Cảm Đan. Thái Thượng Đạo Tổ, sao ngài lại ở trong viên kim đơn vậy? Viên kim đơn này là lúc tôi quy tây để lại. Cái gì? Quy tây à? Ngài đã gặp được đệ tử của tôi, Dân Cư Chân Nhân chưa? Hả? Người đưa cho tôi viên kim đơn này là đệ tử của ngài, Dân Cư Chân Nhân? Chính xác. Kim đơn tổng cộng có 7 viên, là 7 vị vạn pháp chi tông trong thiên giới để lại. Ngài phải tìm lại 7 viên kim đan đó. Đạo Tổ, ngài nói vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cảm Đan, phải tin tưởng vào chính mắt mình. Ca, không phải phép thuật mở khóa của huynh không linh nghiệm, mà là cửa bị thi thể chặn lại rồi. Ca, cơn gió này kỳ lạ quá, chẳng lẽ có yêu quái đến sao? Ca, ca, nơi này là nơi không nên ở lâu. Để thấy hay là chúng ta mau đi đi. Hả? Không biết là ma thuật gì làm ra thuật che mắt này, muốn hù dọa chúng ta, nhưng mà hù nhầm người rồi. Mà kệ chúng ta cứ vào trong xem thử. Qua đó coi thử. Ca, đừng vào trong nữa bạn, chúng ta đi thôi. Đi à? Đúng là không tiến bộ gì hết. Ta còn phải xem thử những ma thuật này còn muốn giở trò gì nữa đi. Trời ơi. Ca, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta ra ngoài đi. Gì đấy, đứng yên đó. Ca, khoa bút ra càng ngày càng nhiều, mắt đệ cũng mờ luôn rồi, không nhìn thấy gì nữa hết á. Bọn yêu ma này đúng là xem thường ta, dùng mấy cái tài mọn này để mà hù dọa ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Ta cũng muốn xem thử bọn họ còn bản lĩnh gì nữa. Cảm Đan, bán cần. Hả? Sư phụ có con dơi.
Ý sư phụ, đây sư phụ, sao sư phụ lại tới đây? Bán Cần, sao các con không đi tìm pháp thân mà lại trở về thiên giới rồi? Các con ra từ bên kia chính là lối vào đó. Sao lại trở về thiên giới rồi ta? Đúng là kỳ lạ quá đi à. Nè, nhị đệ, khoan đã. Sao vậy? Đây không phải sư phụ. Ý, người này rõ ràng sư phụ của chúng ta mà. Yêu ma đừng chạy, hãy xem ta đi. Hơi. Đây. Ca, rốt cuộc chuyện này là sao? Hồi nãy còn đang ở sông Tháp Tự, một hồi sau lại trở về thiên giới nhìn thấy sư phụ. Còn bây giờ sao lại đến chỗ này? Ở đây là đâu ta? Không phải hồi nãy chúng ta mới đi qua đây hay sao? Ta thấy đệ thật là quá hồ đồ. Cái bia đá hồi nãy kìa. Vậy sao chúng ta lại trở về đây rồi? Những gì hồi nãy chúng ta thấy chẳng qua chỉ là ảo giác thôi. Chắc là bọn yêu quái đó không muốn đụng chạm chúng ta, dùng thuật che mắt này để đưa chúng ta ra khỏi tự. Bọn yêu quái này thật là quá xem thường ta. Tưởng đưa ta ra đây thì hết chuyện rồi sao? Nào ngờ cả đời này của Thạch Cảm Đan ta thích nhất chính là quản chuyện người ta, thích lo chuyện bao đồng. Đi, quay lại. Ê, ca, hay là chúng ta đi tìm pháp thân đi. Đây mới là chính sự mà Ngọc Đế giao phó. Nếu yêu quái đã không dám đụng tới huynh á, thì chúng ta đụng đến họ làm gì? Cứ đuổi theo mà đánh thì có ích gì chứ? Làm người thì phải thức thời một chút đi. Hả? Để không đi thì thôi, ở đây chờ ta. Vậy nếu như huynh đi rồi, yêu quái đến đây á, lão Châu ta phải làm sao đây hả? Là đệ vừa nói không đi mà, đâu phải là ta muốn bỏ đệ ở đây. Đệ muốn sao? Vậy thì lão Châu xả thân cùng quân tử thôi. Vậy mới được chứ. Đi. Đi. Ca, lại quay trở về đây làm gì? Trong huyện thành náo nhiệt như vậy, nhưng mà con đường dẫn vào huyện thành lại không có một bóng người. Đệ không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Có lý à. Nhưng như vậy thì sao đây? Chúng ta đi ra từ chỗ này, đi vào cũng từ chỗ này. Trời ơi, ca, lão Châu đệ là người thật thà, huynh nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Như đệ, để giúp ta bố khởi canh đậu ở cái bia đá này đi. Dạ. Để vào đi. Khởi động canh đậu. Ca, canh đậu hoàn thành rồi. Mở. Ca, cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Chắc là huynh bị nhầm lẫn gì rồi đó. Nhi đệ đừng nói bậy, kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Hả? Hả? Ê, đó là sư phụ mà. Vậy đây mới là thế giới hiện thực. Chúng ta quay về rồi. Đây rốt cuộc chuyện là thế nào?
Tên của cái chuông này là lạc hồn chuông, nó dùng để gây ảo giác, tiếng chuông reo lên sẽ lạc vào mê trận. Lợi hại quá. Ôi trời ơi. Ê, xem ra đây đúng là một bảo vật. Tiếc thật bị huynh đánh dở rồi. Nếu không á, đem ra chợ bán cũng có thể đổi được vài bộ y phục mới đó, đúng không? Để đó, không biết lợi hại của vật này. Đây là đồ vật khi Khương Tử Nha được phong làm thần bản, Côn Lôn đại thánh Quảng Thành Tử đã dùng nó. Sau khi lạc vào mê trận, nổi trong một canh giờ mà không tìm được đường ra thì mãi mãi cũng không thể quay về hiện thực. Ba canh giờ sau, hóa thành tro bụi. Thôi đi. Chỉ sợ chưa mặc được y phục mới thì đã hóa thành tro bụi rồi. Mua bán này không có lời, dở là đúng rồi ha. Đi. Vật này là của yêu tiên, không biết tại sao lại lưu lạc tới đây. Hồi nãy chúng ta xém tí là trúng kế, may là ta nhờ tới nó. Ê ca, vậy bây giờ làm sao? Chúng ta chia nhau đi tìm đi, xem coi có manh mối gì nữa không. Dạ. Đi. Nhìn đi. Hả? Nhìn đi. Đây. Cà, người nào lại ra tay độc ác như vậy chứ? Một trảo xuyên qua lồng ngực, tuyệt đối không phải người phàm có thể làm được. Nhất định là yêu nghiệt làm. Ca, chẳng lẽ là trong tháp có bảo vật, dù yêu tinh đến giết người cướp bảo vật sao? Ừ, có lý. Lên tháp đó xem thử. Dạ. Đại ca, làm sao đây? Khuyên Càng Tháp Tổ căn dặn nhiều lần kêu chúng ta làm việc phải né thành cảm đan. Lần này thật là không may, lại bị hắn bắt gặp rồi. Để nói bây giờ phải làm sao đây chứ? Để thấy không né được thì đánh thôi. Tuyệt đối không được. Nếu như để cho Thạch Cảm Đan biết được sự thật, chúng ta làm sao ăn nói ở trước mặt của Khuê Càng Pháp Tổ? Đại ca, hay là chúng ta đi trốn đi, đợi hắn đi rồi chúng ta mới quay lại. Hey, hai người còn không hiểu con người của Thạch Cảm Đan sao? Nếu hắn đã phát hiện manh mối thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cho dù lên trời xuống biển, hắn cũng nhất định điều tra. Đánh cũng không được, đi cũng không được, giờ phải tính sao đây? Ta có một cách có thể lừa Thạch Cảm Đan tới chỗ khác. Hả? Chẳng lẽ tất cả mọi người trong huyện đều bị giết hết rồi sao? Hả? Ca, quý đừng hụ đệ nha. Yêu ma tàn nhẫn cỡ nào á, cũng đâu thể nào giết hết tất cả mọi người trong huyện đâu. Không thể nào đâu. Đừng có tranh luận nữa. Chúng ta lập tức đến huyện thành xem thử sẽ biết ngay. Dạ. Gì đấy, qua đó xem thử. Dạ. Đi thôi. Ca, đúng như huynh nói á, tất cả mọi người đều bị giết hết cả. Ca, chúng ta đi thôi. Đi đâu chứ? Đi tìm pháp thân của Khuê Can đó. Ở đây ma khí nặng quá,
toàn thân đều lạnh ngắt rồi. Nếu ta không điều tra tất cả rõ ràng mọi chuyện, sau này làm sao còn có chỗ đứng ở tầm giới nữa chứ? Hả? Ê, yêu ma, hãy nghe đi. Không cần biết ngươi trốn ở đâu, Thạch Cảm Đăng ta cũng lôi ngươi ra phân thay thành trăm mảnh để báo thù cho bá tánh ở trong quyện. Ca, chúng ta làm sao điều tra đây? Kể cả bóng dáng của yêu quái chúng ta cũng không thấy. Hơn nữa, tìm pháp thân mới là việc chính, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Nhị đệ, chúng ta là người tu hành, sao có thể nói mấy lời này? Có biết bao nhiêu bá tánh vô tội bị giết hại, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Hảo huynh đệ, tạm thời gác chuyện tìm pháp thân qua một bên, có lên trời xuống đất cũng phải điều tra cho kỹ. Thạch Thánh, Thạch Thánh, Thường Lạc Tôn Thần. Sao hai vị thiên dương tới đây? Ngọc Đế lệnh cho chúng tôi đến đây truyền chỉ, lệnh hai người mau lên đường đi tìm pháp thân Khuê Cang, không được chậm trễ. Làm sao Ngọc Đế biết được hai người chúng tôi chậm trễ chứ? Ngọc Đế pháp lực cao cường, chuyện gì cũng biết, sao lại không biết được chứ? Nếu như Ngọc Đế chuyện gì cũng biết, vậy chắc chắn biết tất cả những người trong huyện đều bị yêu quái giết hại. Hả? Ngài nói gì? Hơn 3 vạn bá tánh ở trong huyện Sông Tháp này đều chết dưới tay của yêu ma. Xin hai vị về chuyển cáo với Ngọc Đế, không điều tra rõ ràng mọi chuyện, ta tuyệt đối không rời khỏi đây. Ê, Thạch Thánh, xin nghe tôi nói một câu. Thánh chỉ khó cãi. Hơn nữa, tìm pháp thân của Khuê Cang cũng là việc rất quan trọng, liên quan tới an nguy của tam giới, không được chậm trễ. Ngài thấy như vậy được không? Chuyện của huyện Sông Tháp để hai chúng tôi phụ trách điều tra. Ngài và Thường Lạc Tôn Thần lập tức lên đường. Cũng được, nếu hai vị đã đồng ý điều tra chuyện này, vậy cũng không khác gì với Thạch Cẩm đang ta đi điều tra. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho ngài. Ừ, chúng tôi xin phép cáo từ. Đại ca, cái này quả nhiên cao minh. Tìm thấy chưa? Chỉ thị rõ ràng là ở Sông Tháp Tự, tại sao lại không tìm thấy? Chứ dù phải đào ba tấc đất cũng phải mau chóng tìm ra, nếu không Thạch Cảm Đăng quay trở lại thì chúng ta sẽ bại lộ mất. Bọn họ tới đây làm gì? Hồi sáng chúng ta mới giả dạng hai người này, sao trùng hợp quá vậy? Buổi tối họ đã tới đây rồi. Là Khuê Cang pháp tổ kêu họ tới đây sao? Không phải. Chẳng lẽ là Thạch Cẩm Đan lại sinh nghi, giả dạng thành hai vị đại thần tới đây điều tra? Nếu như bọn họ hỏi này hỏi nọ thì nhất định là giả dạng rồi. Tìm thấy chưa? Tìm thấy cái gì? Biết rồi còn hỏi. Khuê Cang pháp tổ đã biết được chuyện của hồi sáng, đặc biệt phái hai chúng tôi tới kiểm tra. Kiểm tra gì vậy? Sao hả? Các ngươi còn muốn che giấu sự thật, cháu bỏ trách nhiệm. Hả? Các ngươi hành sự bất cẩn như vậy, mới để chạm mặt Thạch Cẩm Đan, xem chút làm hỏng đại sự của Khuê Cang pháp tổ, đúng là không thể bỏ qua. Việc tới mức này lại còn ấp a ấp úng che giấu tội lỗi, nói đông nói tay với ta, thật sự là quá vô lễ. Ta phải thay pháp tổ trừng phạt các ngươi. Hai vị đại dương bất giận là vì Thạch Cẩm Đan gian trá xảo quyệt, ba huynh đệ chúng tôi sợ sẽ bị trúng kế của hắn, cho nên đã đắc tội với hai vị. Sao các ngươi hành sự lỗ mãng như vậy chứ? Giết hết tất cả mọi người trong huyện đã làm dậy sự nghi ngờ của Thạch Cẩm Đan rồi. Ba huynh đệ chúng tôi phụng chỉ đi tìm 7 viên kim đơn, phát hiện có 1 viên đang ở trong Sông Tháp Tự này, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy, nên đành phải vào từng nhà trong thành để tìm. Nhưng mà chúng tôi lại sợ bị bại lộ tin tức, bất đắc dĩ lắm nên mới phải giết người để diệt khẩu.
không ngờ bị Thạch Cảm Đan phát hiện nên chúng tôi dùng phép, nhưng bị hắn phá giải. Lạc hồn chuông cũng bị hắn đánh vỡ. May là dùng kế giả làm hai vị đại dương mới gạt được hắn đi đó. Nói như vậy Thạch Cảm Đan không có phát giác? Dạ không. Những người này là ai? Đây là những hồn ma được thả từ địa ngục, nhờ thân xác của các hòa thượng trong Tự Hoàng Hồn trợ giúp ba huynh đệ chúng tôi tìm kiếm Kim Đơn. Kim Đơn đang ở đâu? Đang ở sông tháp tự này, nhưng mà chưa tìm thấy. Các ngươi mở to mắt xem thử ta lại đi. Thiên Nhiên đừng có đùa với tại hạ chứ. Chúng tôi cũng vì sợ trúng kế của Thạch Cảm Đan nên mới phải cẩn thận như vậy thôi. Nếu có đắc tội xin bỏ qua giùm. Các ngươi cảm thấy bản thân mình rất cẩn thận sao? Ta biết chắc các ngươi là đồng bọn của Khuê Cang mà. Dùng chút kế sách quả nhiên đã bị lừa. Các ngươi lạm sát vô tội, tội ác tày trời. Nộp mạng đi. Biến. Thôi Dân đồng tử, bố vụ Lan Quân. Thạch Thánh mới tới. Giỏi cho ngươi Thôi Dân đồng tử, bố vụ Lan Quân. Chúng tôi đang truy bắt ba tên yêu quái. Ngài lại che mặt trăng lại, giúp yêu quái bỏ trốn. Thạch Thánh, người ta nói kẻ không biết không có tội. Tối nay phủ Cửu Thiên Ứng Nguyên nhận được thánh chỉ của Ngọc Đế, kêu chúng tôi phải giáng mưa chỗ này, cho nên chúng tôi mới làm phép. Không ngờ cản trở Thạch Thánh bắt yêu, kính mong Thạch Thánh bỏ qua cho. Hai chúng tôi lập tức thu lại hắc kỳ. Đa tạ hai vị. Các người mau chóng đến chỗ của Khuê Cang pháp tổ đi. Dạ. Ca, có bắt được yêu quái không? Xui thay Thôi Dân đồng tử kia, đúng lúc vào giờ này đang gọi mây che trăng để ba tên yêu quái nó trốn thoát. Thật là may mắn cho ba tên xấu xa này. Vậy để ba tên yêu quái này đi tìm Kim Đơn là làm theo lệnh của Khuê Cang, nhưng theo Ngọc Đế nói Khuê Cang đã chuyển thế đầu thai, thì làm sao hạ lệnh cho chúng chứ? Chắc là trước khi Khuê Cang chuyển thế hạ lệnh cho chúng cũng không biết chừng. Hồi nãy ta lừa ba yêu quái đó, nói là Khuê Cang đã biết chuyện của sáng nay. Ba yêu quái đó rất hoảng sợ, điều này chứng tỏ Khuê Cang vẫn còn ở đây. Vậy ý của huynh là? Ta nói ra câu này sợ làm đệ hết hồn đó. Là sao? Đệ nghĩ người ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện của thiên giới là ai? Ca làm sao vậy? Đương nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Ta biết, nhưng mà Bệ hạ không biết bệ hạ giáng lâm không kịp nghênh đón, xin Ngọc Đế thứ tội. Được, Cảm Đan, khanh không hổ là đại hộ pháp của tam giới. Thần ngu muội không hiểu ý của Ngọc Đế. Trẫm đã biết hết mọi chuyện rồi. Tri Quốc Thiên Dương và Tăng Trưởng Thiên Dương tự ý cấu kết với Khuê Cang gây loạn thiên giới đã được khanh điều tra ra. Trẫm đã lấy lại đỉnh thượng tam hoa của họ đầy xuống phạm gian rồi. Nhanh quá vậy? Hai ta tâm ý tương thông, khanh nghĩ điều gì trẫm cũng đều biết hết. Tạ bệ hạ. Khanh chính tâm chính nghĩa, rất đáng khen ngợi. Người đã quá lời, thần có một điều không hiểu, kính mong bệ hạ chỉ giáo cho. Khanh nói đi. Nếu Khuê Cang đã chuyển thế đầu thai, sao có thể hạ lệnh cho yêu quái đi tìm Kim Đơn được chứ? Khuê Cang có thể chuyển thế là vì có một đoạn nhân duyên. Thần rất muốn nghe thử. Khuê Cang đã từ thể xác ta ra chỉ là một linh hồn,
mà hồn phách thì lại không thể đến nhân gian được. Hắn muốn thống lĩnh tam giới thì cần phải có một thân xác mới có thể hóa thành thánh. Khoảng thời gian này cần 33 năm. Bây giờ là đã trôi qua 19 năm rồi. Sau khi Khuê Can đầu thai, nguyên thần khác còn lưu lại ở Nhật Quỷ Chi Nguyên. Đây chính là lý do Khuê Can đầu thai vẫn có thể chỉ huy các yêu ma khác. Khanh đã hiểu rồi chứ? Thì ra là vậy. Thần đã hiểu rồi. Khanh qua đây. Đây là gì vậy? Đây là Hoàng Nhan Châu. Khanh có thể dùng nó cứu sống tất cả các bá tánh trong huyện Song Tháp. Tạ Ngọc Đế từ bi. Tham kiến pháp phổ. Trước khi hành sự, ta đã dặn các ngươi như thế nào? Pháp phổ bất giận. Nói. Pháp tổ căn dặn không được để cho Thạch Cẩm Đan phát giác. Bây giờ thì sao? Đệ tử đáng chết. Ba người các ngươi thật là vô dụng, đã làm ta thất vọng. Đây, lập tức trở về Atula giới canh giữ Hắc Ám Chi Nguyên, không được trở về. Pháp tổ khai ân, bắt đệ tử trở về Atula giới chi bằng giết chết đệ tử. Xin pháp tổ cho đệ tử thêm một cơ hội nữa đi. Cơ hội ta dành cho các ngươi đã quá nhiều rồi. Chưa tìm được pháp thân chuyển thế của Ngọc Đế, tuyệt đối không được sơ suất. Nếu không, hai người khó tránh liên quan. À, dạ. À, tiếp theo làm sao? Xem ta. Đa tạ sư phụ. Được rồi, đứng dậy đi. Đa tạ cứu mạng, đa tạ. Vậy sao ngươi không đa tạ ta? Đa tạ cứu mạng của sư phụ. Được rồi. Nè, như vậy, dùng hạt châu này đi cứu các tăng nhân ở trong tự trước. Sau đó chúng ta đi cứu ba tánh ở trong thành. Dạ. Đi đi. Dạ. Đại hộ pháp, Khuê Can pháp tổ có lệnh, Trì Quốc và Tăng trưởng Thiên Dương đã bị lộ thân phận, cho nên phải lập tức giúp họ biến thành vị thần khác. Tuân lệnh, mời đi theo tôi.
Người này đi, khiêng hắn đi. Dạ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Ẩn. 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 Ở đây có mùi của người sống. Hắn ở gần đây thôi, xét thật kỹ cho ta. Dạ, dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngài là Natra phải không? Người là ai? Ở đây nè. Người là ai chứ? Ngài có thể qua được hai ải Đao Sơn và Lôi Long trước động của ta, đúng là một kỳ tích. Lão nạp khâm phục. Quá khen. Các hạ là ai? Aina Phật. Cái gì? Ngài là thần đao Aina Phật? Không sai. Thật hiếm có ai vẫn còn nhớ tới tôi. Không phải là ngài đã chết rồi sao? Tôi đã thả Khuê Cang từ trong bụng của Khổng Tước Đại Minh Dương ra. Hắn quỷ hoại thân xác của tôi, đem linh hồn của tôi đến Atula giới này. Hả? Nơi đây là Atula giới? Ở đây là nơi mà Khuê Cang chuyên dùng để mô phỏng các thần tiên. Tôi chính là người sáng chế ra nơi này. Khuê Cang biết tôi tinh thông các loại cơ quan và ma mật ở trong tam giới, cho nên hắn đã bắt tôi dựng nên nơi này. Thân là thần thánh thiên giới lại đi giúp tà trừ chính. Các hạ đúng là một nhân tài không nên có đó. Những khổ đau tôi từng chịu, ngài không có hiểu được đâu. Hả? Khuê Cang đem tôi từ thiên đình xuống Nhược Thủy Chi Nguyên, dùng sức mạnh đen tối để khống chế linh hồn tôi. Hắn ngày ngày hành hạ tôi. Nếu như tôi không đồng ý yêu cầu của hắn thì hắn sẽ biến tôi thành yêu tà. Tôi hiểu rồi. Tuy là tôi giúp Khuê Cang xây dựng nên đạo trường này, nhưng mà linh hồn của tôi vẫn là trong sạch. Aina Phạt, hãy tin tôi, linh hồn của ngài và linh hồn của Khuê Cang đều đen tối như nhau. Ngài nói cái gì? Chắc là ngài không biết rồi, nhưng sự thật chính là như vậy. Ý ngài là sao? Vì giữ sự trong sạch cho linh hồn của tôi đã chịu biết bao nhiêu đau khổ của thế gian. Ngài còn dám nói linh hồn của tôi giống Khuê Cang sao? Ngài có biết hắn dùng đạo trường này của ngài để làm gì không? Khuê Cang nói chặn lại yêu tà ở Hắc Ám Chi Nguyên. Hắn nói vậy sao? Ngài bị gạt rồi. Hắn dùng đạo trường mà chính tay ngài dựng nên để hủy diệt các chư thần trong tam giới, bao gồm lão sư của ngài Thái Thượng Lão Quân. Cái gì? Hắn dùng pháp lực nhốt lại tất cả thần thánh trong tam giới, là dùng đạo trường của ngài giúp tất cả thuộc hạ ma quỷ của hắn biến thành các thần thánh trong tam giới để thống trị thế gian. Lão sư của ngài Thái Thượng Lão Quân đã cưỡi hạt quy tây rồi. Ngài nói bậy. Tôi rất hiểu Khuê Cang, hắn không có sức mạnh lớn như vậy đâu. Khuê Cang của bây giờ không phải là Khuê Cang mà ngài quen biết.
Ngài có biết tại sao ta ở đây không? Bởi vì tất cả thần tiên đều bị Khuê Cang bắt tới đây để tiến hành mô phỏng. Chỉ có mỗi mình tôi thoát được. Bởi vì tôi quá thân tình liên qua, không hồn không phách. Bùa chú của Khuê Cang chỉ giữ được tôi một lúc, không thể giữ cả đời. Bây giờ ngài vẫn cho rằng linh hồn của ngài là trong sạch sao? Lão sư, ta đã làm gì ở đây vậy? Nè, ngài sao vậy? Ngài bị sao vậy? Hả? Mấy trăm năm rồi, tôi nhờ sự tín niệm để kiên trì, nhưng bây giờ... Ngài đừng tự trách mình nữa. Những chuyện này ngài đều không biết mà. Tuy là ngài trốn ra được, nhưng đây là Atula giới, cơ quan mai phục khắp nơi, ngài không thể ra được đâu. Hả? Vậy tôi phải làm sao đây? Những cơ quan này đều do tôi thiết kế, nhưng pháp lực của tôi lại không thể phá giải được nó. Trừ khi hắn đang ở chỗ Aina Phạt, mau đi bắt hắn về đi. Dạ. Khoan đã, Aina Phạt đã không còn gì để lợi dụng nữa. Đệ tử hiểu rồi. Đem nó đặt lên trên mặt thủy tinh. Dạ. Đi. Ngài mau vào trong đi. Để làm gì? Đưa ngài ra khỏi Atula giới. Vậy còn ngài? Ta phải đưa ngài ra ngoài. Biến. Mở. Độc Thi Phong. Aina Phạt, ngài đi đi, mặc kệ tôi. Aina Phạt. Hả? Pháp tổ, hắn trốn thoát rồi. Vô dụng. Đệ tử vô dụng. Người đứng lên đi. Đệ tử không dám. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người, chỉ trách ta đã quên tên Na Tra đó là thần không có hồn phách. Việc hắn trốn thoát khỏi đây cũng đã là sự thật. Để hắn đi đi. Người đứng lên đi. Không biết
Thạch Cẩm Đan thế nào rồi? Đệ tử lập tức phái người điều tra. Không cần. Đám thủ hạ của người người nào cũng vô dụng, làm không xong còn rút dây động rừng. Để đó cho ta. Hai vị đã cứu sống mọi người trong huyện, công đức đề thiên. Hôm nay trong tự có mấy vị trưởng giả đến, muốn gì hai vị lập một ngôi miếu thờ tỏ lòng cung phụng. Việc này cũng đâu có gì đâu. Ê, chủ trì, ngươi có từng nghe nói trong sông Tháp Tự có Kim Đơn Đại Pháp Sư thời thượng cổ để lại hay không? Người xưa tương truyền đích thực có chuyện này. Sông Tháp Tự của lúc trước không phải là chùa, chỉ là hai tòa linh lâm tháp. Truyền thuyết đó có một vị đạo nhân đạo đức cao thượng sống tại nơi này. Sau này đạo nhân cưỡi hạt quy tây để lại một viên kim đơn. Sư phụ tôi có nói viên kim đơn chính là ở hậu viên của sông Tháp Tự, nhưng mấy đời chủ trì đã lật tung sông Tháp Tự biết bao nhiêu lần cũng chưa từng thấy bóng dáng của kim đơn, nên mấy năm nay không còn nghĩ tới việc tìm kim đơn nữa. Vậy theo như người thấy, viên kim đơn này có thật sự tồn tại hay không? Theo như lão tăng thấy, đây chỉ là lời đồn đại. Không ngờ lần này lại vì chuyện viên kim đơn này mà xém chút nữa lấy đi ba dạng sinh mạng của toàn huyện. Thật sự quá tội lỗi, tội lỗi. Chủ trì cho hỏi, tháp này xây từ năm nào? Câu hỏi của ngài Bần Tăng rất hổ thẹn, e là trong tự không ai có thể trả lời câu hỏi này. Chú Trì, đêm nay hai quân đệ chúng tôi muốn đi dạo vòng quanh ngôi tháp này, thay về phòng nghỉ ngơi trước đi. Dạ, thí chủ cứ tự nhiên. Được, mời. Đi cũng không báo trước một tiếng, làm dở giấc mơ đẹp của đại rồi. Tham kiến đại thần. Ê, ca, là kim đơn kìa. Đệ tử Thạch Cẩm Đan cung thỉnh kim đơn. Yêu nghiệt, trả kim đơn cho ta. Ca, yêu nghiệt, bỏ kim đơn xuống, ta sẽ tha chết cho. Ca, chậm chút đi, đi không nổi nữa rồi. Đây đúng là tên ngốc vô dụng mà. Bây giờ là lúc nào rồi, còn thăng mệt nữa, đuổi theo. Xuống đi. Cũng do tình ngốc như đệ, bình thường khi ăn cơm thì nhanh nhẹn lắm, nhưng mà khi kêu đệ đuổi theo yêu quái thì lại chậm như sên vậy. Huynh, trời ơi ca, rõ ràng là huynh không nhanh mắt, để cho tên yêu nghiệt đó cướp đi mất rồi, bây giờ lại đi quán trách lão châu. Tên súc sinh lông lá đó không biết là từ đâu đến mà dám chống lại ta. Để ta gặp được, nhất định sẽ nhổ sạch lông của nó. Hả? Bên kia kìa. Mở lên. Thạch Thánh, mời qua bên này. À,
Thạch Thánh. Thạch Thánh. Hai vị là sơn thần và thổ địa của chỗ này à? Dạ, đúng rồi. Đây là đâu vậy? Phong Đầu Sơn. Hồi nãy có nhìn thấy yêu quái bên ngàn đây không? Hồi bẩm Thạch Thánh, yêu quái thì tiểu thần không thấy, chỉ thấy đại bàn hộ pháp của Ngọc Đế mới đến đây. Hả? Đại bàn hộ pháp của Ngọc Đế cái gì chứ? Ba ngày trước đại bàn hộ pháp có đến Phụng Đầu Sơn, kêu tôi ở lại đây canh giữ một thi thể, chờ khi gặp được Thạch Thánh thì đích thân giao cho Thạch Thánh. Vậy đại bàn hộ pháp giao thi thể cho chúng tôi làm gì? Chúng tôi đâu phải là người mai táng. Theo như hộ pháp nói, đây không phải là một người phàm. Hả? Thi thể đang ở đâu? Ở đây nè. Người này lại? Điều này tiểu thần không biết, là đại bàn hộ pháp của Ngọc Đế đem người này giao cho hai chúng tôi, kêu chúng tôi canh giữ, đợi Thạch Thánh đến đây, nói là Thạch Thánh nhìn sẽ biết ngay. Ừ. Được rồi, hai người đi đi. Dạ. Không lẽ là... Ca, không lẽ là cái gì? Không sao. Chỉ là ta đột nhiên nhớ ra, con cự ưng đó là ai? Là ai? Có câu nói là côn bằng triển sĩ, để có biết hay không? Đương nhiên biết rồi. Đại bàng này là hải thần, mệnh danh Ngu Cường. Vào mùa đông là đại bàng, vào mùa hè là cá côn. Vị thần này là hộ pháp của Ngọc Đế. Đúng rồi. Chuyện này đệ cũng từng nghe. Thì ra kẻ cướp kim đơn của chúng ta là chính nó hả? Ừ. Kẻ này cũng vô lại quá. Cướp kim đơn của chúng ta làm gì? Đại bàng hộ pháp chưa bao giờ rời khỏi Ngọc Đế nửa bước. Sao hôm nay lại đột nhiên bay tới chỗ này? Dụ chúng ta tới đây chứ? Ý, chẳng lẽ nó trở thành yêu tinh? Nó dụ hai chúng ta đến đây gặp người này, nhất định là có hàm ý. Trời ơi, chỉ là một người đã chết, có hàm ý gì chứ? Hả? Là pháp thân của Khuê Can, tìm được rồi. Đây đúng là đập phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Trời ca, cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi. Một năm rồi, chúng ta đi khắp hơn nửa thiên hạ, cũng chính vì tìm pháp thân này của Khuê Can. Hôm nay tìm thấy rồi, coi như có thể về thiên đình ăn nói với Ngọc Đế rồi đó. Nhưng mà chỉ tìm được pháp thân đã chết, đúng là không thành công. Trời ca, mặc kệ sống hay chết, trước khi đi Ngọc Đế đâu có nói là sống hay chết đâu. Chỉ cần tìm được pháp thân thì chúng ta có thể đến ăn nói với Ngọc Đế rồi á. Ca, lần này chúng ta nở mày nở mặt rồi nghe. Ta từng hứa trước mặt Ngọc Đế phải mang pháp thân còn sống về thiên đình. Cả đời Thạch Cảm Đan tuyệt đối không nói suông, nhất định phải nói được làm được. Ca, chuyện sống chết đâu do ta quyết định được. Nè, ở đây đã có sẵn một viên kim đơn, cứu sống hắn không có gì khó. Chỉ cần dẫn người còn sống về thiên giới, đó mới là lập được đại công. Trời ơi ca, nếu huynh đã nói vậy thì huynh làm thử đi. Huynh thử dùng kim đơn để coi có cứu được không. Hả? Ừ. Đây là đâu vậy? Các người là ai? Cái tên yêu nghiệt này chết tới nơi rồi còn dám nói này nói nọ. Tôi là Kiều Linh Nhi của Kiều Gia Trang, không phải là yêu nghiệt gì đâu. Cậu có biết chúng tôi là ai không? Không biết. Tôi là Thái Sơn Thạch Thánh Thạch Cảm Đan. Đây là Thường Lạc Thiên Thần,
Châu Bán Cần. Ủa? Cậu có biết cậu là ai không? Tôi đương nhiên là Kiều Linh Nhi rồi. Cậu không phải là Kiều Linh Nhi. Cậu là thủ lĩnh ma giới, pháp thân hạ giới của Khuê Càng. Hả? Tôi không hiểu. Trời ơi ca, nhiều lời gián làm gì? Mau chóng dẫn hắn về thiên đình, diện kiến Ngọc Đế, hoàn thành nhiệm vụ đi. Để gấp gáp cái gì chứ? Để ta nói xong với cậu ta đã. Tôi nói nhiều như vậy, thật ra chỉ có một câu. Cậu là hóa thân của ma quỷ, chúng tôi phải dẫn cậu về thiên đình để cho Ngọc Đế dùng thần pháp quá giải. Tôi không phải là ma quỷ. Nhìn bộ dạng của hai người mới giống ma quỷ đó. Linh Nhi, tạ ơn cứu mạng của hai vị. Cáo từ. Ê, cái tên yêu nghiệp này còn cứng đầu vậy nữa.